cầu thủ Sevilla khiến Lisandro Martinez rời sân. Trung vệ sinh năm 1998 phải rời sân trong trận hòa 2-2 của Manchester United trước Sevilla ở tứ kết lượt đi Europa League rạng sáng ngày 14 tháng 4 giờ Hà Nội. Phút 85, Lisandro Martinez đổ gục xuống sân vì chấn thương. Sau vài phút đánh giá, đội ngũ y tế thông báo cầu thủ người Argentina không thể tiếp tục thi đấu. Gonzalo Montiel và Marco Acuna, hai tuyển thủ Argentina đã cùng nhau khiêng đồng hương Martinez về phía cán đang chờ sẵn ở ngoài đường biên. Trước đó, đối tác của Martinez, Rafael Varane cũng phải rời sân ở đầu hiệp 2 do một vết đau. Theo thông tin ban đầu từ báo chí Anh, chấn thương của Martinez được cho là khá nặng. Phản ứng của cựu trung vệ Ajax khiến cổ động viên Quỷ Đỏ lo lắng. Trong trường hợp xấu nhất, Manchester United có thể không có sự phục vụ của gần nửa đội hình chính ở trận tứ kết lượt về trước Sevilla. Martinez, Varane, Marcus Rashford, Luke Shaw dính chấn thương, trong khi Bruno Fernandes bị treo giò. Manchester United đã dùng hết quyền thay người nên phải chấp nhận thi đấu với 10 cầu thủ trên sân trong những phút cuối trận. Sevilla tận dụng cơ hội để nhồi bóng vào vùng cấm. Phút 92, đại diện La Liga gỡ hòa 2-2 bởi pha phản lưới của Harry Maguire. Trước đó, Zegi đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha phản lưới của Tai El Malaysia. Marcel Sabitzer thất vọng sau trận hòa. Cả 4 bàn thắng tại Old Trafford đều được ghi bởi cầu thủ Manchester United nhưng lợi thế lúc này lại đang thuộc về Sevilla. Câu lạc bộ giàu truyền thống nhất Europa League sẽ được chơi trận lượt về trên sân nhà vào ngày 21 tháng 4. Manchester United chỉ còn biết tự trách khi đã phung phí nhiều cơ hội. Sancho, Anthony, Malaysia đều có cơ hội để kết liễu đối phương nhưng đều không thể tận dụng. Huấn luyện viên Ten Hag đứng trước bài toán khó ở trận lượt về. Phát biểu sau trận, nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận Manchester United đã không gặp may bởi chấn thương của Lisandro Martinez. Mọi chuyện thật khó khăn nhưng chúng tôi không được phép đầu hàng. Huấn luyện viên Ten Hag cho biết,